Ok, mọi người chào mừng mọi người trở lại với channel của mình là Nai Hách. Ngày hôm nay mình sẽ chơi Minecraft server tiếp tục vì các bạn comment trên channel là kêu mình chơi Minecraft tiếp đi. Ok, mình sẽ không làm hướng dẫn nữa mà ngày hôm nay mình sẽ chơi được không? Hôm nay mình sẽ chơi đó là server Random Craft. Thì server này Craft có thể vào nhá. Mình sẽ để cái gọi là IP server ở dưới description để các bạn có thể vào. Thì ở đây có Skyward Faction, Prison, SCF, GTA, Skyblock, Hidden Snake. Kiểu như chúng tìm mới chạy chơi chúng tìm á. Keep PvP nè, Edward nè, Rarity Bạch Team PvP. Có rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ chơi Skyward. Có 53 người đang chơi. Được rồi. Hiện nó lag lắm. Mình đào xuống luôn. Gì? Bikini Bottom. Ok, sẽ chọn kit. Cần phải donate. Ok. Ôi nhìn nó cứ thế lật đầu. Rồi lùm đồ. Chùm đồ lại nhanh. Ôi shit. Chỉ có như đây thôi hả? What? What? Holy hắc. Hắc rồi. Liên nó hắc rồi. Trời ơi, kiểu đó mà nó còn chết nữa mà. Ghê quá đã. Ok. Nó có kiếm sắt luôn. Ôi. Gặp phải thằng hắc đấy chứ. Đùa. Ok, thoát. Chúng ta sẽ làm ăn mới. Cái này là đi xem cái này nè. Gravity. Được á. 7 người tham gia. Ôi thằng kia nó lại tham gia lại lên 25 giây nữa. Thoát game rồi thì có thằng khác vào. Cái mà nó thắng nhanh vậy? Bikini mất tầm á. Thắng nhanh vãi. Đệt. Một giây kia nó vô. Ok, vô. Lâm. Ở trong này nó có cả quả cầu lửa nữa. Nếu như là nào chưa biết.
cái cây thuyền này cho sức mạnh cao lắm rồi. Rồi, đi. Tiến vô. Ok, tới đây nhảy xuống hả? Holy shit. Anh đi nào bắn á. Ê, ê. Xui vãi. Đang chạy thì lọt. Ok, map nào đây? Blossom. What? Object hả? Đừng có thằng nào vô hết, đứng ngay vô hết. Ok, bắt đầu. Đâm xuống đây. Full mộ rồi. Yeah. Rồi có cái rương không có gì nữa. Mình lấy những đồ cực khí thôi. Tả phải 25. Lấy cây này. Flame. Power. Giờ bỏ bớt một cây lại. Lấy luôn cả combat đi. Ok, ném. Vô, húp, húp. Ăn ké. Vô, ăn ké. Thằng đó nó gần hết máu rồi. Ôi. Dài máu thế. Holy shit, dài máu thế. Đùa. Hai map này giống nhau. Đập tàn thánh không thế này. Ok. Yo. Chưa có quần nè, chưa có áo luôn. Rồi. Tới giờ. Ê, mình lấy chị. Ok. Không có gì để đánh nhau luôn. Đùa. Ô, thằng kia nó có cái. What? Sao đó có được? Sao rương mình không có ta? Để đùa. Ok, kệ nó. Shit, mình sợ rơi vãi. Ok, đi thẳng vô luôn đi. Khỏi chờ nữa. Shit. Chạy. Giờ mình chỉ đi vòng vòng mình lượm rương được. Không thể nào mà lao vô được đâu. Tao quýnh cho mình chết. Ok, có cung rồi. Rẽ từ xa được. Shit. Ô, ô đâu ra vậy? Ô. Chạy.
chạy. Ok. Giờ mình cần phải nấp. Rồi đi thôi. Kiếm cái nào đó. Để mình kiếm chỗ an toàn mình đứng đây đã. Chưa có kiếm nữa. Kiếm này kiếm sắt, kiếm đá gì đó. Đây. Rồi. Oh, what, what? Wow, nó đổi chỗ với mình. Fuck. Có vụ đó nữa ha. Đùa. Giờ mình mới biết có dự chơi mà đổi chỗ với nhau vậy luôn á. Shit. Ok, trận cuối này. Video ngắn thôi. Mình đang bận lắm. Server này là của nước ngoài cho nên là có rất là nhiều nước khác yêu chơi. Nên chúng mình sẽ thấy được là nhiều khi có cả tiếng Thái Lan ở trong hiện. Ok, bắt đầu kiểu chơi nào. Vô. Đâu rồi? Đây. Ôi. Shit. Holy. What? À đây. Ôi giời ơi. Hết hồn cũng không có lối đi xuống chứ. Đứng này nhảy không chết à. Ok, mình sẽ là bá chủ nữa này. Rồi, lượm đồ lẻ. Ok, hay quá, giết được một đứa rồi. Quá ngon luôn. Mình sẽ lấy cái này. Rìu thì thường nó cho sát thương cao hơn kiếm. Nếu mà chúng ta bỏ sát nét nhiều, độ sát nét á, bỏ nhiều thì nó sẽ cho. Ôi, đâu đây? Yeah, à mở luôn rồi. Yeah. Holy shit. Thêm thanh niên kia nữa. Cùng chết nè. Đó. Đó. Ô. Thanh niên kia húp. Húp ké kinh hết. Rồi mình đi kiếm đường tiếp. 6 attack đam. Lấy cái này. Này nhiều đồ ngon dữ vậy. À không có giấc sắc. Ui giời ơi. Shit. Thằng nào chồng qua đây vậy? À.
Shit. Thêm thằng đứng đằng sau lưng mình nữa chứ. Vì an toàn cho nên là mình sẽ this chưa hết máu chưa sợ đúng không? Ok anh này nó hết cung rồi, bây giờ nó ném tới trứng gà luôn à. Đùa. Yeah, mất 2 tim. Giờ chết. Nó mất 2 tim rồi. Giờ thì không. Yeah. Chợ chế tốn gì đó. Quan kia. Đứng xuống đây mày. Bước xuống. Bước xuống. Oh. Yeah, win. Ok. Thì để mình tưởng rồi chứ. Đây là Minecraft server và đây là server Random Craft. Thì nếu như các bạn nào thích thì hãy vào đây chơi và hãy ủng hộ cho server để server phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau nhé. Bye.